Dạ, yeah, trân trọng kính chào Hòa Thánh cùng tất cả quý vị. Chúng ta rất là vui để trở lại với nhau trong lời của Chúa. À, chúng ta đang suy gẫm với nhau trong Nehemi đoạn 3 và đã hoàn tất năm nguyên tắc rồi. À, và hôm nay là nguyên tắc thứ sáu. À, đối với tôi thì à, tôi chỉ suy gẫm được tới đây. À, nếu quý vị khác à, chúng ta có thể suy gẫm học được những nguyên tắc nào khác hơn thì chúng ta tiếp tục làm việc đó. À, tuy nhiên đối với tôi thì trong cái khả năng giới hạn của mình thì tới đây tôi học được 6 nguyên tắc ở trong Nehemi đoạn 3 này và 6 nguyên tắc đó à, à, để cho chúng ta thấy rằng là sự phục hưng đến khi à, chúng ta như thế này, như thế kia, như thế nọ là chúng ta đã có năm cái nguyên tắc đầu tiên hôm nay chúng ta học đến nguyên tắc cuối cùng đó là sự phục hưng xảy ra hay là sự phục hưng đến khi mỗi người sống và phục vụ với một tâm tình khiêm nhu như một người đầy tớ À, trong đoạn 3 này tôi học được cái nguyên tắc cuối cùng à, là như vậy cái nguyên tắc cuối cùng này đó là sự phục hưng xảy ra khi mỗi người sống và phục vụ trong gia đình trong hội thánh trong cộng đồng đức tin của mình à, chúng ta phục vụ với cái tâm tình hay là với một cái đức tính khiêm nhu như một người đại tớ khi chúng ta làm như vậy chúng ta sẽ thấy được rằng đó là những cái dấu hiệu hay là cơ hội lý do nguyên nhân để sự phục hưng sẽ xảy đến với chính mình với hội thánh của mình và với cộng đồng đức tin của mình như tôi nói sự phục hưng có nghĩa là gì sự phục hưng là một kinh nghiệm tươi mới ngọt ngào riêng tư giữa mình với Chúa và sự phục hưng đối với phương diện của hội thánh nó là một kinh nghiệm riêng tư mới mẻ mà mà tất cả các thành viên hay một số đông các thành viên trong hội thánh kinh nghiệm sự gặp gỡ chúa đó à, và nó cũng là hình ảnh uh, trong một cộng đồng đức tin cũng vậy chúng ta sẽ có rất nhiều người kinh nghiệm được cái đời sống tươi mới hay là cái mối liên hệ giữa mình với Chúa một cách tươi mới và rất là ngọt ngào và sâu xa, sâu sắc. Cho nên sự phục hưng nó rất cần cho chúng ta đặc biệt trong hội thánh của Chúa trong thời điểm cuối cùng này. Bởi vì càng ngày tôi càng thấy được nhìn thấy được hội thánh mỗi ngày đi qua cái giai đoạn khô hạn mỗi ngày càng khô hạn hơn các đầy tới chúa cố gắng nhiều 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 thứ nhưng cũng vẫn khô hạn và con dân chúa cũng hết lòng làm việc nọ việc kia nhưng rồi nó cũng vẫn khô hạn rồi chúng ta tiếp tục hay là tìm những cái phương cách tổ chức chuyện này tổ chức chuyện kia tổ chức chuyện nọ nhưng rồi nó vẫn khô hạn bởi vì sao hầu hết chúng ta làm bằng khả năng của mình bằng sức con người của mình bằng những gì mà mình nghĩ mình có thể làm được để mang lại cho một hội thánh có một cái gì đó sinh hoạt nhưng thưa quý vị cái những cái sinh hoạt đó mà không thật sự đến bởi một sự thâm viếng của chúa thì cuối cùng lại chúng ta cũng mệt nhòi ở trong những cái sinh hoạt đó chúng ta cũng thấy cạn kiệt lúc thì chúng ta thấy rất nóng cháy lúc chúng ta thấy nản lòng và mệt mỏi lúc chúng ta thấy đầy dãy năng lượng năng lượng để chúng ta thực hiện việc nọ việc kia lúc thì chúng ta dường như không còn chút gì để có thể làm được một việc gì trong mọi thánh nữa lúc chúng ta thấy mọi thứ sao nó rất là nhẹ nhàng êm đẹp nhưng rồi chúng ta lại thấy ủa sao mọi sự nó lại đủ thứ việc đủ thứ chuyện như thế này từ những cái sự lộn xộn từ à, giữa à, giữa những thành phần lãnh đạo với nhau lộn xộn trong dân sự của Chúa lộn xộn chỗ này lộn xộn chỗ kia một vụ này có vấn đề một vụ kia có nan đề rồi cuối cùng lại chúng ta thấy một lần nữa sự khô hạn ở giữa hội thánh của ngài đặc biệt chúng ta thấy điều đó trong đời sống tâm linh của mình thấy không chúng ta thấy điều đó rất là rõ nhiều khi có những người À, nói nguyên thiên nói rất nhiều về lời của Chúa nhưng thật sự không kinh nghiệm được không có được một cái nếp sống tươi mới gặp gỡ Chúa tươi mới ở trong cái sinh hoạt tâm linh giữa mình với Chúa và đó là điều mà tôi nhìn thấy được và ước ao rằng chính tôi hội thánh và dân sự của Chúa và cộng đồng đức tin chúng ta thật sự đi qua vào cái kinh nghiệm với sự phục hưng đi vào cái kinh nghiệm chúa thăm viên. đi vào kinh nghiệm chúa chúa đổi mới đời sống tâm linh của mình và chúa dẫn mình qua một khúc quanh mới trong đời sống tâm linh của mình để hầu mình trưởng thành hơn trong những ngày xạo rốt này và sống kết quả hơn trong sự phục vụ và hầu việc chúa của mình thưa quý vị cái điều nổi bật ở trong à, Nehemi đoạn đoạn 3 này mà tôi muốn nhấn mạnh trong cái nguyên tắc thứ sáu này để chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Trước khi đi xa hơn, tôi muốn đặt cho quý vị, chúng ta mỗi người một câu hỏi như thế này. Thành phần được vinh danh ở trong việc dự phần sửa chữa lại bức tường thành Jerusalem. Tại sao chúng ta không thấy Nehemi được đề cập đến? À, khi tôi đọc hết đoạn 3 của Nehemi, tôi thấy tên rất nhiều từ thầy tế lễ cho đến những người quan trưởng, những người lãnh đạo, chính những thợ này kia làm việc nọ việc kia. Tôi thấy rất là nhiều người. Nhưng thưa quý vị, tôi nhìn lại, ủa sao Nehemi đó không thấy? Vì vậy tôi dừng lại chỗ đó và tôi, tôi tự đặt cho mình một vấn đề tại đây là những cái thành phần được vinh danh ở trong việc dự phần việc xây dựng lại cái bức tường thành này tại sao Nehemi không thấy được đề cập đến và nhìn vào chỗ đó chúng ta học được gì từ hình ảnh đó và thưa quý vị cái điểm nổi bật nhất ở trong Nehemi đoạn 3 này là như tôi nói chúng ta không thấy tên của Nehemi mặc dầu Nehemi là một thống đốc à, là một người lãnh đạo. Là một người gọi là đứng mũi chịu sao trong việc sửa chữa mọi cái bức tương thành này. Từ mọi phương diện, Nehemi phải nói là một người gánh vác một cái trọng trách rất lớn và dường như không thể không có Nehemi được đó. Ở trong cái trọng trách quan trọng như vậy đó. Nhưng mà ở trong đoạn 3 này chúng ta hoàn toàn không thấy gì cả. Cho nên... Trong hình ảnh đó chúng ta học được điều gì? Và đây là một vài điều chúng ta cùng học chung với nhau. Nehemi phục vụ Chúa với một tâm tình làm vừa lòng Chúa. Nehemi phục vụ Chúa với một tâm tình làm vừa lòng Chúa. Ông cũng phục vụ dân sự của Chúa. Và ông ông phục vụ với một tâm tình như thế nào? tâm tình tôn cao anh em của mình tôn trọng anh em của mình dành những điều tốt nhất vinh danh anh em của mình mà trong khi đó không dành điều đó cho mình và thưa quý vị điều này cho giúp tôi liên tưởng đến sự dạy dỗ của Chúa Giêsu trong tâm tình của sự phục vụ Chúa Giêsu dạy như thế này trong Luca đoạn 17 câu 10 các con cũng vậy khi làm xong mọi việc được truyền phải làm thì hãy nói ta lặp lại các con cũng vậy khi làm xong mọi việc được truyền hay là được giao phải làm thì các con hãy nói như thế này chúng con là những đầy tớ vô dụng điều chúng con làm là làm chỉ là điều chúng con cần phải làm mà thôi tôi đọc lại chỗ đó. Chúng con là những đầy tớ vô dụng. Điều chúng con làm chỉ là những điều chúng con cần phải làm mà thôi. Và trong trong Matthew đoạn 6 câu câu 3 đến câu 4 Chúa Giêsu cũng dạy như thế này. Khi con nhưng khi con làm việc thiện đừng cho tay trái biết tay phải làm gì. Để làm gì? để việc thiện của con được kính đạo. À, rồi gì nữa? Và cha con đấng thấy ở trong nơi kính đạo đó sẽ ban thưởng cho con. Tôi đọc lại câu kinh thánh này. Nhưng khi con làm việc thiện, đừng cho tay trái hay là tay 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 tả biết những gì của tay hữu làm hay là tay trái đừng cho tay trái biết những gì của tay phải là để làm gì để cho những cái việc thiện đó của con làm nó được kín đạo bởi vì sao bởi vì cha hay là đức chúa cha hay là chúa nhìn thấy trong nơi kín đạo đó mà ban thưởng cho các con và trong Luca Chúa Giêsu cũng nhấn mạnh khi mình làm được một việc gì đó Khi mình hoàn tất một việc gì đó Được giao phó cho mình Nó không phải là mình sẽ hãnh diện Về những việc mình làm Nhưng mà Chúa Giêsu dạy là gì chúng Mình nên nói, mình nên nghĩ hay là mình nên nói như thế này Chúng con là những đầy tớ vô dụng Những gì con, con đã làm Đã hoàn tất nó chỉ đơn giản là những việc đó chúng con cần phải làm mà thôi. Không có gì nữa gọi là quan trọng, không có gì gọi là 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 cần phải chú ý hay là cần phải đặt cái vấn đề đó lên để được vinh danh, để được khen thưởng, để được bằng này, bằng kia, để được cái nọ, cái kia, thứ không cần thiết. Nhưng mà chỉ với một cái tâm tình à mình được truyền làm như vậy đã hoàn tất như vậy là đủ rồi. Đó là tâm tình của một người đại tử Một điều chắc chắn là gì? Một điều chắc chắn là tất cả chúng ta, ai cũng cần được khích lệ, ai cũng cần được nâng đỡ. không khi mình hoàn tất được một điều gì đó, ai khích lệ mình, tiếng mình cũng vui chứ. Và ai trong chúng ta cũng cần được điều đó, rõ ràng như vậy không có ai trong vòng chúng ta muốn mình dốc lòng mình làm hết tất cả những nhiều thứ để hoàn tất cho một điều gì đó mình hy sinh rất là nhiều khía cạnh để mình hoàn tất một việc gì đó mà chẳng ai quan tâm đến mà chẳng ai nói với mình một lời chắc có lẽ mình buồn lắm nhưng thưa quý vị ai trong chúng ta cũng cần điều đó rõ ràng chúng ta cần được khích lệ chúng con chúng ta cần được nâng đỡ chúng ta cần được tháp vô vai mình một cái và nói rằng tốt lắm à, được ơn lắm à, chúng ta cần những điều đó. nhưng thưa quý vị, cái tâm tình của Chúa Giêsu dạy chúng ta là gì? người hầu việc Chúa khiêm nhu thì không nhất thiết phải có những điều đó. có những người không có điều đó buồn à, có những người không được điều đó ngã lòng mà, có những người không được điều đó bỏ cuộc à. Cái người không được điều đó lên án chỉ trích trách móc người này trách móc người kia à Nhưng thưa quý vị đối với tâm tình của Chúa Giêsu dạy chúng ta là gì Chúng ta hầu việc chúa hết lòng khiêm như ở trong tâm tình phục vụ chúa và được điều đó cũng tốt mà không được thì cũng không sao nhưng hãy nói rằng mình là một đầy tớ vô dụng những điều gì mình làm nó chỉ là những việc mình cần phải làm mà thôi và Chúa cũng nhắc nhở chúng ta là gì? Làm những gì đó không để cho tay tả, tay, tay tả biết tay hữu làm điều gì. Bởi vì sao? Bởi vì Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng ban thưởng cho những nơi kinh đạo đó. Và đó là cách mà Chúa dạy chúng ta với một cái tâm tình trong sự phục vụ là gì phục vụ với một cái chân thành với cái tâm tình chân thành chỉ biết là việc đó quan trọng với với cái công việc của mình với vai trò của mình nó quan trọng mình cần phải trân trọng và siêng năng để hoàn tất nó ở trong khả năng của mình trong tất cả những gì mình có thể làm được để hoàn tất nó trong sự tôn cao của, tôn cao chúa và tôn trọng anh em. Đó là điều của mình cần làm. Đối với Chúa Giêsu, Ngài phục vụ với tinh tâm tình là gì? Vừa lòng Chúa Cha. Vừa lòng Đức Chúa Cha. Chứ không phải vừa lòng con người. Và chúng ta cũng thấy hình ảnh đó trong tâm tình phục vụ của Nehemi phải không? Ông cần quan tâm đến tên tuổi của mình được, được nhắc đến hay không được nhắc đến. Không quan trọng. Nhưng cái điểm quan trọng là gì? Điểm quan trọng là ông tìm kiếm, ông siêng năng hầu việc phục vụ và tìm kiếm mọi cơ hội có được để vinh danh và tôn trọng những người cùng làm việc với mình. Đó là tâm tình của nè mi. Một điều chắc chắn, một điều tất cả chúng ta cần phải để ý đó là gì? Khi sự tự cao nổi lên thì chúng ta thường nghe những điều như thế này. Thôi, tôi không muốn tham dự vào. Tôi không muốn tham dự vào. Tôi không muốn à, dấn thân vào đó để làm gì. Tôi không thích cái những cái chương trình, những cái kế hoạch của thành phần lãnh đạo và tôi cũng chẳng thích cái cách của họ làm việc nữa như vậy tôi không muốn giữ phần nào thưa quý vị khi sự kiêu căng hay là sự tự cao nó xuất hiện thì đó là những điều chúng ta thường nghe thưa quý vị một điều chắc chắn là gì khi sự tự cao lên tiếng thì chắc chắn chúng ta sẽ chỉ biết tìm kiếm sự vinh quang cho mình và chính điều đó nó sẽ mang lại sự chia rẽ Tôi lặp lại Khi sự tự cao Lên tiếng trong cuộc đời của mình Thì đó chính là lúc Mà tất cả chúng ta Chỉ biết tìm kiếm vinh quang cho mình Và đó cũng là lúc Chính mình tạo nên sự chia rẽ Vì vậy thưa quý vị Sứ đồ gia cơ ông dạy chúng ta như thế này nhưng nếu anh em ghen ghét một cách đắng cay và tranh cạnh trong lòng, ông nói tranh cạnh trong lòng, đắng cay và tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang hay dùng lời dối trá chống lại chân lý. Thường khi mình đối diện, mình có những cái đắng cay trong lòng, khi mình có những sự tranh cạnh ở trong lòng mình, thì thường thường những việc là gì những việc mình thường khoe khoang về những thành quả và thường có những lời chống đối lại chân lý đối nghịch lại với chân lý khi mình có những đắng cậy trong lòng của mình khi mình có sự tranh cạnh sâu thẳm ở trong lòng của mình thì sự kêu tự kêu nó Thế là tự cao Nó lên tiếng và nó sẽ có những điều khoe khoang về tôi làm được điều này, tôi làm được điều kia, tôi làm được điều nọ. Mà không được tôn cao, không được vinh danh, không được nhắc đến. Mình sẽ có những điều đó. Rồi gì nữa? Rồi đôi khi mình có những tư tưởng chống lại chân lý hay là lẽ thật. Mình tìm đủ cách để mình phân tích vấn đề. Mình chống lại, mình đi ngược lại, mình giải thích cách nào đó để rồi cho mọi người thấy rằng việc mình đã làm và chính mình đã làm và mình cần phải được tôn trọng. Thưa quý vị, ông Gia Cơ, ông nói gì? Ông nói gì? Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng nhưng đến nhưng thuộc về thế gian xác thịt và ma quỷ. Chúng nói tất cả những gì chúng ta làm được, đạt được. Nhưng nếu có sự đắng cay, sự tranh cạnh, thì sự tự cao nó nổi lên khiến mình phải khoe khoang những điều không những điều không thật. Và đôi khi dùng những lời dối trá đó để đi ngược lại lẽ thật biện minh rất nhiều cách lý luận rất nhiều cách cho nên ông sư đồ phao gia nói tất cả những điều đó là những sự khôn ngoan không đến từ trên cao tức là không đến từ chúa nhưng đến từ xác thịt và thế gian và thuộc về ma quỷ vì ông nói là gì vì ở đâu có sự ghen ghét có sự tranh cảnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi điều ác thưa quý vị nếu chúng ta nhìn vào thực trạng của hội thánh chung đó đây và nhìn vào thực trạng của hội thánh của mình hiện tại và nhìn vào những cái mục vụ chỗ nọ chỗ kia chúng ta đang thấy điều gì chúng ta đang thấy điều gì có phải rất nhiều lần có phải quá nhiều lần hội thánh của chúng ta hay hội thánh chung chỗ nọ chỗ kia hay là một vụ này vụ vụ nọ trì trệ khô khan và không phát triển bởi vì có khá nhiều người tìm vinh quang cho chính mình một sư tìm vinh quang cho chính mình tìm chỗ đứng cho chính mình tìm cái gì đó để thỏa mãn xác thịt của mình thỏa mãn cái cái bản ngã của mình đụng tới con người của mình là mình nhảy dựng lên bữa nào cái vị chê mà ông một sư một cái coi ồ quý vị thấy cái thái độ khác liệt hôm nào quý vị than phiền mà chê trách tôi một cái tự nhiên thái độ nó khác liệt đó là bản chất của mình Đôi khi mình dễ rớt vô cái chỗ đó Nếu mình không học được cái tâm tình của Nehemi ở Trong cái đoạn bà này Có những người tìm kiếm gì Cái chỗ đứng ở trong hội thánh Rồi cái giữ đó miết à Không kết quả cũng giữ miết à. mà nói nếu đã đã không kết quả thì nghịch con dân chúa nói rằng không kết quả thì tự ái tự ái rồi để cho cái sự tự cao đó nó nổi lên rồi cuối cùng ông gia cơ ông nói là gì dùng những gì khoe khoang về thành quả của mình tôi làm cái này cho hội thánh tôi làm cái kia cho người nọ người kia bây giờ còn không biết ơn mà còn có những cái gì lên án chỉ trích tôi nữa rồi làm gì nữa lấy sự khôn ngoan những lời dối trá để làm gì bao biện cho chính mình và đi ngược lại với sự thật mà mình đang đối diện một đời sống không kết quả cho nên thưa quý vị từ đó nó tạo nên gì từ đó tạo nên xung đột, ghen ghét, tranh cảnh và lộn xộn và đủ mọi điều ạ. Vì thế thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện để chúng ta phải học được cái điều quan trọng này. Tôi nói với vai trò của một mục sư và tôi nói điều này cho chính tôi và rất nhiều lần chúng ta đã bị rơi vào tình trạng khi dân sự của Chúa nói sự thật về chính mình. Đôi khi mình dùng bài giảng, đôi khi mình dùng chương trình này, kế hoạch kia để mình rủa xả dân sự của Chúa. Để mình nói những điều không hay về dân sự của Chúa. Mà trong khi đó, cái máu chốt nó là mình. Cái chỗ quan trọng, cái chỗ cốt lõi đó là mình. Mà khi được góp ý thì mình lại có những tinh thần không hay và tâm tình không hay đối với dân sự của Chúa. Vì vậy, với tư cách của một người hậu vị Chúa, tôi tâm tình điều này cho chính mình. Và nếu quý vị ai đó nghe được là cầu nguyện để Chúa cứu mình ra khỏi cái chỗ không hay đó. Để có những mình làm gương cho cả bài Mà chính đời sống của mình Cũng được thay đổi Kinh nghiệm được một sự tươi mới Trong mối liên hệ giữa mình với Chúa Và đặc biệt thưa quý vị Trong hội thánh cũng có nhiều thanh phân Phải không? Có những người thích đứng chỗ này Thích đứng chỗ kia Thích làm cái nọ Thích làm cái kia nhưng mà làm ở trong cái tâm tình không thật sự gặp gỡ Chúa làm trong cái tâm tình là ước ao trong đợi ai đó khen mình một tiếng mình làm ở trong một cái tâm tình là trong đợi sự gọi là vinh danh từ con người thay vì đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và đó là lúc mà chúng ta cần phải suy gẫm lại. Một cái điều đúng ở trong cái chỗ này là gì? lãnh đạo luôn luôn mang lại quyền lực và vinh quang rõ ràng như vậy khi chúng ta đứng ở một vị trí lãnh đạo thì tại chỗ đó nó luôn cung ứng cho người đứng ở vị trí đó một cái tư thế nó có một cái quyền lực nào đó để mình làm công việc của chúa có một cái vai trò đặc biệt nào đó để mình hoàn tất công việc cái vai trò lãnh đạo là vậy. Và trong khi ngay tại chỗ đó, nó cũng mang lại cho những cái vinh quang khi mình làm được việc nọ, mình làm được việc kia. Đó là cái, cái thực tế, đó là cái bản chất của nó là như vậy. Khi một người đứng ở chỗ lãnh đạo, thì họ phải có cái quyền để họ có thể nhờ người này, nhờ người kia và và hoạch định chương trình này lên kế hoạch kia tự nhiên họ có cái quyền đó khi đứng ở cái vai trò đó lãnh đạo và không những chỉ chừng đó mà thôi khi đạt được điều này đạt được điều kia thì luôn luôn là đối tượng nhận lãnh những cái lời khen tặng hay là nói chung là được vinh danh được ghi tên vào hàng ngũ hay thành phần của những người được vinh danh đó là thực tế và thưa quý vị đó cũng chính là cái nguyên nhân mà rất nhiều người luôn tìm kiếm địa vị tìm kiếm quyền lực và tìm kiếm danh vọng và muốn được tôn cao ở trong cái chỗ lãnh đạo đó vì vậy thưa quý vị đối với tâm tình của nehemiah ở đây Ông đứng ở thành phần đứng đầu ở giữa dân sự của Chúa, không những chỉ thuộc linh lẫn nhưng mà còn về vấn đề vật thể chất nữa. Kể cả chính trị ông rất giỏi. Kinh tế rất giỏi. Điều hành trong dân sự rất giỏi. Về phương diện đời sống tâm linh ông rất giỏi dùng cái chữ rất giỏi đó cho nó dễ hiểu đó nhưng về phương diện tâm linh ông là một người sâu nhị mà trong chúa thưa quý vị ở trong cái vai trò đó nè mới có quyền có danh có vọng có chỗ đứng có địa vị xứng đáng được tôn cao xứng đáng được vinh danh nhưng ông không tìm ra tâm tình đó. Ông không hầu việc Chúa bởi vì ông tìm kiếm những điều đó. Ông hầu việc Chúa là bởi vì ông được kêu gọi làm việc đó. Ông phục vụ giữa dân sự của Chúa là bởi vì ông yêu mến dân sự, yêu mến Chúa và vâng theo tiếng của Chúa. Phục vụ với một cái tâm tình là gì? Ước ao hoàn tất điều Chúa giao phó cho mình. Một đầy tớ vô dụng chẳng ra chi ở trước mặt Chúa thưa quý vị. Nếu chúng ta muốn xây sửa lại mọi sự đổ nát ở trong gia đình của mình. Nếu chúng ta muốn xây sửa lại mọi bức tường tin kính trong hội thánh của Chúa. Nếu chúng ta muốn xây lại mọi sự gãy đổ ở trong cộng đồng đức tin. Thưa quý vị, chúng ta cần phải sống và tìm kiếm sự khiêm nhu chứ không tìm kiếm những điều thỏa mãn bản ngã của mình. Những sự thỏa mãn xác thịt ích kỷ sẽ phải rời xa chúng ta để chúng ta có một tâm tình phục vụ Chúa với một trọng trách hoàn tất điều Chúa giao phó cho chúng ta. Trong một tâm tình làm vừa lòng chủ, và nâng đỡ anh em. Đó là tâm tình của một người phục vụ Chúa. Khiêm nhu và trung tín trong chỗ đứng của mình. Thưa quý vị, như tôi nói, nhìn vào danh sách của đoạn, đoạn 3 này, trong những thành phần mà Nehemi vinh danh và tôn trọng họ. Chúng ta không thể thấy ông nhắc đến tên của chính mình. Mặc dầu ông phải nói là làm nhiều hơn hết. Làm nhiều hơn hết. Gánh vác nhiều trọng trách hơn hết. Là một người như là đầu não của dân sự. Và trong công việc. Một người đứng mũi chịu xào một người đương đầu với nhiều nan đề bên trong lẫn bên ngoài. một người hy sinh nhiều nhất ở trong việc xây dựng lại cái bức tường thành này. nhưng ông không hề tìm kiếm sự vinh vinh, vinh danh hay tìm kiếm vinh quang ở trong công việc mà Chúa kêu gọi mình vì thế vì thế sự khiêm nhu không hề hay là nó rõ hơn là sự phục vụ Chúa tâm tình phục vụ Chúa với một cái tâm tình khiêm nhu thì không hề quan tâm ai sẽ được vinh danh miễn là danh của Đức Chúa Trời được vinh hiển là đủ. Tôi lặp lại. Cái tâm tình của sự phục vụ Chúa khiêm nhu như một đầy tớ không hề quan tâm đến ai sẽ được vinh danh ai sẽ được tôn trọng nhưng miễn đức chúa trời được vinh danh được tôn trọng được vinh hiển là đủ đó là tâm tình của người hầu việc chúa phục vụ chúa khiêm nhu như một đại tớ thưa quý vị chúng ta Hãy cùng nhau tập tành tìm kiếm sự khiêm nhu này ở trong mọi sinh hoạt trong gia đình, trong hội thánh và trong cộng đồng đức tin của mình. Tìm kiếm điều đó để chúng ta sẽ thấy được một lần nữa Chúa mang một sự tươi mới nào đó đến với đời sống của mình. Vì thế tôi đặt một vài câu hỏi để chúng ta cùng suy gẫm với nhau và áp dụng cho chính mình. Khi chúng ta làm được một điều ích lợi nào đó trong hội thánh, trong gia đình hoặc là trong cộng đồng đức tin của mình, chúng ta có thấy mình thèm muốn tôi để trong hoạt kẹt đấy. Chúng ta có thấy mình thèm muốn một điều gì đó để được tôn trọng giữa mọi người hay là được vinh danh giữa mọi người hay không? Chúng ta trả lời câu đó như thế nào? chúng ta có thấy mình thèm muốn điều đó không? nếu chúng ta thật sự thèm muốn thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng ta nhận thấy điều lòng mình đang thèm muốn thì phản ứng của chúng ta sẽ ra sao và kết quả sẽ như thế nào khi chúng ta làm được một điều gì đó đạt được một điều gì đó Chúng ta có thấy trong lòng của mình có một sự thèm muốn hay là một sự ước ao, một sự trông đợi rằng chúng ta được vinh danh, được đề cao hay được nói đến không? Chúng ta có muốn điều đó không? Nhưng nếu chúng ta thật sự thèm muốn, khi chúng ta thật sự thèm muốn điều đó đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Chúng ta sẽ phản ứng gì? Chúng ta làm gì? và kết quả nó sẽ ra sao khi không có ai nói đến điều đó. Làm thế nào để chúng ta tập thành sự phục vụ Chúa với một cái tâm tình khiêm nhu của một người đại tớ, hết lòng hoàn tất công việc được trao phó và tôn cao chủ của mình và tôn trọng anh em. làm thế nào để chúng ta tập tành được cái tâm nét sống phục vụ Chúa với một cái tâm tình khiêm nhu như một người đầy tớ hết lòng hoàn tất công việc Chúa giao cho mình với một cái tâm tình là tôn cao chủ của mình và tôn trọng người làm việc chung với mình làm thế nào chúng ta tập tành được cái tính khiêm nhu đó nếu quý vị có những cái cách nào có điều áp dụng nào, quý vị có thể ghi xuống ở trong cái phần comment section để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thưa quý vị, câu hỏi thứ tư đó là gì? Chúng ta học được điều gì từ tâm tình của Nehemiah trong đoạn bà này? Chúng ta học được điều gì tại đây? Thưa quý vị, cái nguyên tắc thứ năm, äh, nguyên tắc thứ sáu đó là gì? Đó là khi hay là sự phục hưng đến khi mỗi người mỗi người sống và phục vụ với một tâm tình khiêm nhu như một người đại tớ và chúng ta đang sống và phục vụ ở trong hội thánh của Chúa trong gia đình của mình ở trong cộng đồng đức tin chúng ta đang sống và phục vụ với một tâm tình như thế nào đó là vấn đề Tôi muốn đặt ra để chúng ta cầu nguyện với nhau và suy gẫm cho chính mình ở trong cái nguyên tắc này qua hình ảnh của Nê-hê-mi Chúng ta hãy với nhau cầu nguyện. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho một lần nữa bởi vì chúng con có nhiều ngày hầu việc Chúa, phục vụ Chúa không có một tâm tình khiêm nhu như một người đại tớ vì vậy chúng con tạo ra khá nhiều điều phức tạp ở trong hội thánh của Chúa. Trong một vụ Chúa giao. Thậm chí ngay ở trong gia đình của chúng con cũng vậy. Vì thế con cầu nguyện xin Chúa giúp chúng con thật sự an năng. Để chúng con không tiếp tục tạo nên sự lộn xộn. Tạo nên sự tranh đấu hơn thua ghen ghét ngay trong gia đình của mình ngay trong hội thánh của mình, ngay trong mục vụ mà Chúa đã đặt để và đặc biệt ngay trong cộng đồng Đức tin mà Chúa đã giao phó chúng con, Chúa đặt chúng con vào đó cầu nguyện xin Chúa thăm viếng chúng con và ban chúng con sức mới ơn mới để chúng con nhìn nhận thấy mình và đủ ơn của Chúa để vâng theo lời Chúa dạy con cảm tạ Chúa rất nhiều con trao phó tất cả chúng con mỗi người trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ Amen Cảm ơn họ Thánh, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Tôi ước ao à, nế đoạn động ba này mang lại cho chúng ta một vài cái nguyên tắc để chúng ta biết áp dụng ở trong cuộc đời của mình. Hầu chúng ta sẽ kinh nghiệm một sự thăm viếng, một sự tươi mới mà Chúa muốn thực hiện cho chúng ta trong những ngày sau rốt này. Cảm ơn quý vị, trân trọng, kính chào quý vị. Hẹn gặp lại lần sau.